điêu khắc là một lĩnh vực trong ngành mỹ thuật, là tác phẩm nghệ thuật ba chiều được tạo ra bằng cách tạo hình hoặc kết hợp vật liệu như kim loại, đá, thủy tinh hoặc gỗ. Vật liệu cũng có thể được sử dụng như đất sét, dệt may, nhựa, polymer và các kim loại nhẹ nhàng hơn. Theo từ Hán Việt, điêu có nghĩa là chạm khắc, nới rộng ra những nét chạm trổ trên một vật, tức đây là bức tạo hình, đường nét. Còn khắc là làm cho những đường nét đó được cụ thể hơn với những hoa văn chạm trổ kỹ lưỡng tỉ mỉ bằng những dụng cụ chuyên dùng như dao bào, dao đục, dùi. Điêu khắc nghĩa là dùng những dụng cụ cứng như kim loại để chạm khắc trên những vật liệu cứng như đá, gỗ, xương, ngà voi. Điêu khắc có hai thể loại chính, đó là phù điêu và tượng tròn. Phù điêu là loại điêu khắc được thể hiện trên mặt phẳng, có sự gắn kết khăng khít với mặt phẳng. Mặt phẳng đóng vai trò là nền tảng cơ bản và là phong nền của hình khối tạo hình trên nó. Đây có thể là chạm khắc trên những bức vách gỗ, trên những đường nét của chiếc bàn, chiếc sập ngày xưa. Ngoài ra, hình long phụng xung vầy thường được thấy trên các cột cổ trụ trong nhà cũng là một dạng phù điêu. Tượng tròn là bức tượng kiểu nhìn được cả bốn phía, chứ không phải chỉ là bề mặt nổi. Nói nôm na là bạn phải đi vòng tròn để xem hết bức tượng. Kiểu này khác hẳn với phù điêu chỉ gắn lên tường. Phổ biến nhất ở Việt Nam là những tượng Phật và những con vật mang biểu tượng tâm linh như sư tử đá, hổ đá được đặt theo phong thủy. Ngoài ra còn những bức tượng trang trí, những vật dụng thường ngày cũng hay được tạo ra. Thưa quý vị và các bạn, điêu khắc tượng bằng chất liệu xi măng ở thành phố Quy Nhơn đang là một trong những xu hướng trang trí phổ biến giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm sinh động và độc đáo. Với đặc tính chịu được thời tiết khắc nghiệt và thời gian, các tác phẩm điêu khắc giúp cho người sử dụng có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của tác phẩm qua thời gian dài mà không sợ hư hỏng. Điêu khắc tượng bằng xi măng là một trong những hình thức phổ biến trong điêu khắc tượng và được nhiều người lựa chọn vì những ưu điểm của việc điêu khắc xi măng mang lại. Việc điêu khắc này có thể thực hiện được trên tất cả các thể loại tác phẩm trong tạc tượng như phù điêu, tượng lớn, các chi tiết hoa văn trang trí hay thậm chí là những bức tượng đài đều có thể tạo ra từ việc đắp xi măng. Mỗi một bức tượng đều trải qua các công đoạn như vẽ hình, uống thép tạo hình, đổ nhựa để lấy khuôn, đắp tượng bằng xi măng theo khuôn nhựa, phơi tượng, đánh bóng, sơn. Có những mặt hàng khách chỉ đặt một món duy nhất. Nếu thực hiện đầy đủ các công đoạn nói trên thì mất nhiều thời gian, chi phí. Người thợ lúc này phải lên ý tưởng hình dáng, kích thước rồi đắp tượng trực tiếp bằng xi măng, vừa đắp vừa chỉnh sửa, hoàn thiện trong lúc xi măng chưa đông cứng. Hiện nay nhu cầu chơi tượng khá đa dạng. Từ các công trình công cộng như công viên, khu du lịch, tòa nhà, văn phòng, trường học, đường phố cho đến nơi trang trọng hơn như đình, đền, chùa, miếu, thậm chí khuôn viên gia đình đều có các bức tượng phù điêu. Trong đó, tượng nhân vật lịch sử, nhân vật nổi tiếng, tượng Phật thường được lựa chọn cho những nơi trang trọng. Tượng thú, tượng nhân vật dân gian, nhân vật truyện tranh thường có nhiều ở công viên, khu du lịch, trường học. Nhưng để có bức tượng thú sinh động, người thợ phải tìm hiểu kỹ về tập quán sống, khả năng phát triển, hình dáng cơ bản của chúng trong mọi trạng thái, hiền, hung hăng, hài hước, màu sắc thay đổi như thế nào khi còn nhỏ, trưởng thành, già đi. Còn nếu tàn tượng về các đức Phật hay những nhân vật lịch sử khác cũng phải tìm hiểu nguồn gốc nhân vật, các trạng thái vui, buồn, giận dữ hay oai nghiêm, sắc phục, các vật dụng kèm theo như đài sen, kinh sách, binh khí. Khi đã tham khảo đầy đủ các yếu tố, người thợ mới tiến hành các công đoạn. Những sản phẩm tượng điêu khắc đòi hỏi sự tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ nhất, sự say mê, yêu nghề để có thể thổi hồn vào mỗi tác phẩm. Sự cống hiến của các nghệ nhân điêu khắc là một trong những điều rất đáng được phát huy và khích lệ để ngày một làm giàu, làm đẹp hơn cho đời sống tâm hồn của mỗi người. Thưa quý vị và các bạn, điêu khắc tượng bằng chất liệu xi măng để trang trí là một phần không thể thiếu trong nghệ thuật trang trí sân nhà hay ngoài vườn của gia đình, giúp cho không gian sống của chúng ta thêm hiện đại và sang trọng.
Và để tìm hiểu thêm điêu khắc tượng bằng chất liệu xi măng như thế nào thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Vịnh Sơn đến từ cơ sở điêu khắc mỹ thuật Vịnh Sơn, thành phố Quy Nhơn. Xin chào anh Vịnh Sơn. Đầu xuân thì cho phép chúng tôi, những người thực hiện chương trình, gửi đến anh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn ạ. Thưa anh Vịnh Sơn, điêu khắc bằng chất liệu xi măng thì vẻ đẹp của nó có khác gì so với các chất liệu khác ạ? Đầu năm mới, đại diện cho Vịnh Sơn xin chúc các bạn xem chương trình một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống. Cái điêu khắc bằng chất liệu xi măng nó cũng như những chất liệu khác, nhưng mà cái ưu điểm của nó là cái vật liệu nó dễ hơn, nó thân thiện môi trường và nó bền, giá thành nó thấp hơn, dễ trang trí ở mọi cái điều kiện, ví dụ như ở ngoài trời, ở cái vùng biển, cho nên là ưu điểm của xi măng, giá thành nó được người tiêu dùng họ chấp nhận nhiều hơn những cái sản phẩm khác. Vâng, mỗi một bức tượng điêu khắc thì sẽ trải qua những công đoạn như thế nào thưa anh? Và với bản thân anh thì công đoạn nào là mất thời gian nhất ạ? Cái mỗi tác phẩm điêu khắc thì nó có nhiều cái công đoạn, mà cái công đoạn quan trọng nhất là cái tạo mẫu, tạo mẫu sản phẩm. Xong rồi nên muốn có một cái sản phẩm mà đẹp thì cái những nghệ nhân chuyên môn họ phải làm ra cái mẫu trước. Có thể là cái mẫu đó bằng xi măng hoặc đất sét. Xong rồi chúng ta mới ra một cái khuôn bằng composite hoặc là silicone tùy theo cái độ khó của cái sản phẩm. Xong rồi chúng ta mới từ cái khuôn đó chúng ta mới sản xuất ra cái sản phẩm. Để cái giá thành nó thấp hơn. Cho nên là cái quan trọng nhất của cái tác phẩm là cái khâu đầu tiên là khâu tạo mẫu. Vâng, với bản thân tôi không phải là người trong nghề, nhưng tôi nghĩ rằng là có một cái khâu quan trọng nữa không kém mà tạo nên cái hồn cho bức tượng, đó là sơn. Sơn tượng người, đặc biệt là sơn tượng người nổi tiếng, những nhân vật lịch sử hay là tượng Phật. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này ạ? Cái phần sơn nó rất là quan trọng cho một cái tác phẩm nghệ thuật của điêu khắc bằng xi măng. Cái tác phẩm điêu khắc bằng xi măng thì ít có người mà để nguyên bằng xi măng vậy mà để mà trang trí. Ví dụ như là những cái tượng Phật, chúng ta phải sơn. Cái thứ nhất, cái sơn là để nó bảo vệ cái tượng. Thứ nhì nữa là cái thổi hồn của cái tượng. Cho nên cái người sơn nó rất là quan trọng. Phải làm cái chi tiết, cái thể hiện cái từng cái áo, cái mắt, mũi bằng cái màu sắc để cho nó sinh động tùy theo cái tác phẩm. Để người ta nhìn vô nó có cái hồn, có thần sắc của cái tác phẩm. Cho nên là rất quan trọng. Riêng về cái sản phẩm nghệ thuật bằng xi măng, cái phần sơn nó quan trọng lắm em. Vâng, tượng điêu khắc được đặt ở nhiều vị trí trong không gian của ngôi nhà. Theo anh Sơn thì mình lưu ý gì khi mình trang trí tượng ở sân nhà, ngoài vườn hoặc là trong chính gian nhà của mình đang ở ạ? Bên cái điêu khắc bằng xi măng thì nó không thể thiếu ở trong cái trang trí cho những cái nhà hay là cái cơ quan hay là cái công viên. Thì cái quan trọng nhất là mình phải chọn cái chất liệu để mình trang trí cho nó phù hợp. Ví dụ như là bằng xi măng thì chúng ta trang trí ở ngoài trời nó chịu được mọi cái thời tiết và cái khí hậu nắng mưa. Còn riêng cái composite nó vẫn như vậy, cái chất liệu tự nhiên nhau. Cái người chuyên trong nghề thì ta sẽ nhìn mình biết được cái nào là bằng composite và cái nào bằng xi măng. Lại thì cái composite thì để nên trang trí ở trong nhà. Tại vì nó ngoài trời nó vẫn bền, nhưng mà cái tuổi thọ nó không bằng xi măng. Rồi nó nhẹ, nó dễ di chuyển. Tại cho nên là khi mà chúng ta chọn cái tượng để mà trang trí hoặc là những cái phù điêu để mà trang trí cho các cái nhà biệt thự thì nên ở ngoài trời ta nên chọn xi măng bền, giá thành nó thấp. Còn trang trí trong góc phòng những cái nhà hay là những cái gì đó thì nên chọn cái vật liệu nhẹ, composite. Nó nhẹ nhàng, dễ di chuyển, rồi thạch cao hay là BU, rất là tùy theo mấy cái chất liệu đó thì nó cũng trang trí cho nhà rất là tiện. Nhưng mà hầu như nên chọn những bằng đá hay là bằng xi măng để trang trí ngoài. Còn những chất liệu khác nên trang trí trong nhà, tuổi thọ nó bền,
nó đẹp, nó dễ di chuyển hơn. Cái hồ cá coi chẳng hạn đi, thì nên đặt những cái tượng xi măng để nó bền. Ví dụ như là ông già câu cá chẳng hạn đi, hay là những cái bộ tề thiên đặt ở ngoài cái khuôn viên, hoặc là những cái công linh vật thì đặt ngoài khuôn viên ở nhà, ở ngoài trời. Còn trong nhà thì có những cái tượng mà nó nhẹ nhàng hơn, ví dụ như tượng nữ ôm bình hoa chẳng hạn, thì ta đặt ở trong nhà. Hay những bức phù điêu nó mang tính cách nhẹ nhàng, thì có những cái góc giếng trời, những cái góc cầu thang gì ta trang trí, thì nên trang trí những cái đó bằng trăm vít, nó nhẹ, nó dễ di chuyển. Vâng, nếu chúng ta có một cái không gian nhà rộng thì đó là việc dễ dàng khi đặt tượng. Nhưng mà nếu như mà nhà có diện tích nhỏ hơn nhưng họ vẫn mong muốn trang trí cho ngôi nhà của họ thêm sinh động thì nên đặt những cái tượng như thế nào ạ? Cái đó thì ví dụ như cái không gian nhà mình hẹp quá thì nó có những cái tượng nhỏ, nó như cái đôn ta đặt ở trong cái góc phòng chẳng hạn đi. Hoặc là đi một cái bức tường treo một cái tấm tranh bằng composite hoặc là bằng xi măng cũng được. Nhưng mà nó bằng chất liệu xi măng nhẹ, bê tông nhẹ, ta trang trí những cái mảng tường thay thế cho những cái bức tranh gỗ hoặc là những bức tranh bằng kính rồi đó, thì nó rất là tiện đẹp. Hiện nay điêu khắc tượng xi măng trang trí vô cùng đa dạng và phong phú, do đó mọi người có thể lựa chọn những sản phẩm mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên chú ý đến giá thành của sản phẩm để lựa chọn những sản phẩm sao cho phù hợp nhất. Các tác phẩm điêu khắc không đơn giản chỉ là sản phẩm nghệ thuật độc đáo để chiêm ngưỡng bài trí trong nhà, thể hiện được vị thế và đẳng cấp của gia chủ, mà còn có giá trị phong thủy và ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Nhiều bức tượng được tạo ra là sự hiện diện cho một vị thánh, vị Phật hay một thế lực siêu nhiên nào đó, mà khi bày đặt trong nhà đồng nghĩa với việc thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn đối với họ. Đối với tượng điêu khắc danh nhân, các vị lãnh đạo, người có công với dân tộc, đó là sự gửi gắm lòng biết ơn, trân trọng và tôn thờ. Với tượng Phật, đó là sự gìn giữ tín ngưỡng tôn giáo để đến đời sau không bị mai một. Còn các tượng khác với ý nghĩa trang trí mang lại cảm giác tươi vui, sinh động và thêm màu sắc trong không gian sống. Dù với ý nghĩa gì, thì những bức tượng điêu khắc cũng ẩn chứa giá trị tinh thần và ý nghĩa nhân văn cao đẹp, nhờ đó mà bồi đắp thêm tâm hồn của những người thưởng thức. Chiêm ngưỡng một tác phẩm có hồn bằng sức lao động miệt mài, tâm hồn mỗi người cũng thêm phong phú, thêm nhân văn, đồng thời thêm nhiều kiến thức về văn hóa, lịch sử đáng quý. Tôi chọn tượng xi măng bởi vì chất liệu bền, mẫu mã đa dạng. Tết này thì tôi chọn một tượng con giáp để trưng Tết trong phòng khách của mình để cầu tài lộc. Hôm nay nói chung năm rồng thì mình chọn con rồng. Mình chọn thích chọn xi măng, chất liệu bằng chất liệu xi măng thì là nó mẫu mã nó đúc ra bằng khuôn, nó dễ, nó đẹp hơn. Rồi sơn là màu sắc nữa thì nó nhìn nó, nói chung là chất liệu xi măng thì nó đẹp hơn những cái mẫu mã khác, những cái chất liệu khác. Vâng, thưa anh Vĩnh Sơn, vẻ đẹp của mỗi tác phẩm điêu khắc không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp bên ngoài, là hình ảnh, kiểu dáng, tỷ lệ, mà bao hàm cả vẻ đẹp nội tâm, vẻ đẹp tư duy và sự khéo léo của đôi bàn tay của những người thợ tạo ra nó. Vậy thì trong những cái trường hợp mà mình không có hình mẫu mà chỉ thông qua cái sự mô tả của khách hàng thôi, thì anh có gặp những cái khó khăn gì không ạ? Cái đó thì rất là khó. Cũng có nhiều khách hàng họ chỉ tưởng tượng hoặc nhìn thấy cái sản phẩm đó ở một cái chỗ nào đấy. Rồi họ chỉ mô tả cho chúng ta bằng cái lời nói thôi. Thì cái người nghệ nhân họ làm thì họ có cái kinh nghiệm, nó cũng rất là khó đấy. Nhưng bắt đầu họ dựng lên lần lần, có thể là họ dựng ra những cái mô hình, hoặc là họ dựng lên cái bản phác thảo để chi, để khách hàng họ nhìn thấy được là cái tương ứng như vậy là nó gần giống hoặc chỉnh sửa cho nó đúng, thì lúc đó nghệ nhân họ mới tạo ra một cái sản phẩm theo ý của khách hàng. Và cho nên cái trường hợp đó nó cũng rất là khó khăn, nó qua nhiều cái giai đoạn thì nghệ nhân họ sẽ làm được hết, họ thổi hồn vô tác phẩm được hết. Cái khó khăn nhất á là cái, tức là cái sản phẩm đó nó chỉ mang tính chất là mường tượng thôi, rồi đưa ra thì anh em nghệ nhân họ mới phác thảo ra, họ vẽ 3D, họ dựng lại,
thì nó cũng có rất nhiều khó khăn. Ví dụ khách hàng thì họ chỉ nhìn thấy nhiều lúc họ thoáng qua như thế, thì mình phải tạc ra theo cái ý của họ rồi qua nhiều công đoạn. Mình lên mẫu xong mình lên cái mô hình xong mình phải chỉnh sửa rồi mình phải làm theo để gì, để cái đó tương ứng với lại cái cảm nhận, cái vẻ đẹp mà khách hàng họ đã thích. Đắp tượng bằng xi măng phải là những cái loại có chất lượng tốt, có độ cứng cao. Bởi vì khi mà sử dụng những cái vật liệu kém chất lượng thì khi tạc tượng thì tác phẩm sẽ không có độ bền lâu mà màu cũng theo đó mà xấu đi. Vậy thì khi pha trộn nguyên liệu có khó không ạ? Cái đó khó lắm, cái khâu đó cực kỳ khó. Bởi vì nó quyết định cho cái chất lượng của cái sản phẩm. Ví dụ như là cái tượng bằng xi măng thì nếu cái mát vữa của nó non quá thì bạn sử dụng ở ngoài trời thì nó sẽ bị hủy, phân hóa theo thời gian nó bị rã đi. Còn nếu mà cái mát vữa nó cao quá thì nó sẽ bị rắn nứt. Cho nên là trong quá trình anh em nó phải pha trộn rồi nó có thể là nó thêm phụ gia hoặc là thêm sợi cường lực để chống nứt và bền nhẹ. Chứ mà nguyên cái nhiều lúc bức tượng mà nó lớn quá đi mà chúng ta làm đặt như vậy thì cứ vận chuyển nó nặng nên không nổi, cho nên là phải pha, phải làm mỏng nhưng phải đảm bảo chất lượng. Cho nên là cái kỹ thuật đó thì mỗi cái sản phẩm tùy theo cái sản phẩm chúng ta làm, cho nên cái chất lượng nó là số 1. Điêu khắc tượng bằng xi măng được ứng dụng rộng rãi bởi ưu điểm nguyên liệu sẵn có tính chất cơ học tốt, độ bền và chịu được cái thời tiết khắc nghiệt qua thời gian. Dẫu vậy thì chúng ta cũng cần có cái cách gì đó để bảo quản tượng tốt hơn ạ. Chất liệu xi măng thì nó gần gũi, nguyên liệu nó dễ tìm, nó bền theo thời gian. Nhưng mà cái việc bảo quản của nó là nó cũng cực kỳ quan trọng. Ví dụ như bạn mua cái tượng về nó cũng như ngôi nhà vậy, thì trong một thời gian mà có sơn phủ để bảo vệ cái lớp ngoài của nó nhiều năm, 5-7 năm hoặc là 2-3 năm tùy theo cái chất liệu sơn mà mình chọn, thì mình cũng nên là xử lý cái lớp sơn cũ để sơn lại cho nó mới, và rồi cái lớp sơn đó nó cũng bảo vệ được cái sản phẩm nó bền đẹp và nó lâu hơn. Vâng, năm 2024 là năm Giáp Thìn, không biết là anh Vĩnh Sơn đã nhận được cái đơn đặt hàng nào về hình ảnh con rồng chưa ạ? Có rất nhiều. Năm Thìn này thì rất là nhiều đơn vị họ tới họ đặt để cho trưng bày cái linh vật của cái năm 2024 này. Thì cũng có được 4 năm đơn hàng người ta đã đặt. Có một cái tác phẩm mà nó rất là tâm đắc. Tức là con rồng mà nó thể hiện qua con rồng của thời Nguyễn á. Thì trong cái đó nó kết hợp được giữa cái hiện đại và giữa cái cổ điển để họ trưng bày những cái linh vật cái đầu xuân, thì những tác phẩm đó anh rất là tâm đắc. Cái đó thì mình làm cũng phải mất một tháng mấy mới xong. Vâng, bất cứ gia chủ nào thì cũng mong muốn tạo nên một cái sự khác biệt trong không gian sống của mình, khiến nó trở nên thẩm mỹ và ấn tượng hơn. Trong đó những bức tượng điêu khắc với chất liệu xi măng đã là một cái xu hướng mà nhiều người rất là thích thực hiện. Hy vọng là với những gì mà anh Vĩnh Sơn chia sẻ thì mỗi người sẽ có sự lựa chọn trong cái cách trang trí cho ngôi nhà của riêng họ. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Vĩnh Sơn đã tham gia chương trình, và một lần nữa xin được chúc anh cũng như là quý khán giả xem đài một năm mới an khang và thịnh vượng. Tới đây thì chương trình của chúng tôi xin được nói lời tạm biệt. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.